Quang em xin chào anh em mình nha. Chúc anh em mình buổi tối vui vẻ nha. Thì nay mình có ba bộ micro của Shure ha. Micro một tay BRX2 nha. Này BRX4 nha. Anh em mình hay gọi là BRX2442 gì đó ha. Thì con này nếu mà anh em mình mua mới hàng còn nguyên hộp, nguyên cái thùng, nó có cái thùng bự bự á, thì giá nó hơi bị nhiều tiền nha anh em, hơi bị mặn ha, hơi bị mặn. Thì con này là hàng đã qua sử dụng nha anh em mình ha. Dòng micro của Shure thì nổi tiếng trên như là toàn cầu rồi ha. Mà nổi tiếng nhất là về chất âm, thứ hai là về giá. Giá của micro thì giá cũng hơi bị cao nha anh em. Thì con này thì mấy hôm trước thì mình cũng có lên một bộ rồi ha. Giá là 2,5 triệu. Thì hôm nay là em về được ba bộ. Ở trên kia thì mình đang cắm một bộ, một tí nữa thì mình sẽ test anh em mình nghe thử. Dòng mic này là mic một tay để mấy anh ca sĩ hát live đó nè, hát live đó. Anh em nào muốn luyện thanh, luyện giọng đó thì anh em mình mua một bộ về anh em mình hát chơi. Thì giá chỉ có 2,5 triệu thôi nha anh em mình. Thì hàng đó qua sử dụng thì nó cũng có chày xước đồ chút đỉnh nha anh em. Đó. Thì mình có tặng kèm cho anh em mình trong này là có 2 viên pin. Anh em mình về có pin anh em mình test luôn, khỏi chả phải chạy đi kiếm mua. Và cái sợi dây 6 ly này đó, hai đầu á là mình tặng kèm nha. Thì sợi dây 6 ly này anh em mình sẽ kết nối từ từ cái hộp thu nè, cái hộp thu xuống cây vang ha, xuống cây vang hoặc là âm ly nhà anh em mình đó. Anh em mình có hai đường kết nối là 6 ly hoặc là ba lăng ra 6 ly nha. Anh em mình có dây gì anh em mình xài cái đó. Hàng hãng xịn sò, anh em mình nhìn thấy hộp hoàn thiện rất là đẹp. Và bên trong anh em, bên trong thì mạch thiết kế, hãng thiết kế nhìn hơi bị phê luôn. Chân là chân mạ vàng ha. Và đây là cái adapter xịn nha anh em, adapter zin chứ lộn ha, adapter zin đi theo của bộ ha. Một bộ là gồm một tai mic, một adapter, một hộp thu và một dây kết nối 6 ly, giá là 2,5 triệu một bộ ha. Ở đây thì mình có đánh số 2 nè, số 3 nè anh em. Đó. Tại sao mình đánh số? Tại vì á là cái tai này đi theo cái bộ này là nó set sóng rồi ha, nó set rồi, set sóng rồi. Mình làm gì á, mình khỏi set lại nha anh em ha. Thì trên này á là em cũng đang kết nối một bộ nè. Đó, bộ này là bộ số 1. Thì mình cũng có một anh trai anh chốt một bộ rồi, ổng có dặn trước tại vì trước mình có lên một bộ đó, ảnh mua không kịp. Đợt này là ảnh dặn trước ha, có thì giao cho ảnh. Nói chung là hàng về cũng mấy ngày nay rồi, nhưng mà em chưa có thời gian em test ha. Đó, em test xong rồi em mới giao nha anh em ha. Hàng cũ đó qua sử dụng em test xong rồi em mới giao nha, cho nó ok nha. Nhiều lúc thì nó ABC nó cũng lusubu lắm nha các bạn. Thì mình đang sử dụng một cái con âm ly đa kênh Yamaha, âm ly là Semphin nha anh em. Âm ly Semphin của Yamaha có model là AX1300 ha. AX1300 con này công suất rất là khỏe ha. Ở trong này nó có cái cốp anh em mình để chỉnh đủ thứ trong này hết ha, chỉnh hiệu ứng Semphin rồi đó, các kiểu hết. Mình sẽ đánh được hai cặp loa chính AB nha. Thì cái con này là mặt nhôm phay màu vàng hồng, nhìn rất là đẹp. Đó, sát em này rất là to nha anh em, rất là to là khủng nè. Thì con này giá là 2,5 triệu nha anh em mình, giá là 2,5 triệu nha. Con âm ly xà bá lửa luôn, xem phim nghe nhạc cao kê luôn mà chỉ có 2,5 triệu thôi. Và đặc biệt á, con này đó là hàng về là còn rất là keng, rất là keng, rất là mới. Anh em mình là chơi là đủ ngõ luôn, cổng đồng chột có, cổng quang có ha, rồi xe có, anh em mình muốn chơi cổng nào là có cổng đó ha. Và lo thì mình có hai cặp chính là AB và hai cặp rear và hai cặp center ha. Con này thì được lắp ráp tại Malaysia nha. Điện là 100V, công suất là 260W. Đó, máy còn rất là mới, bao zin cho anh em mình luôn ha. Con này là zin tuyệt đối, không sửa chữa gì hết. Tất cả các kênh đều hát tốt, chạy tốt nha. Thì mình đang lấy tín hiệu mình kết nối với kêu băng cơ. Cái quan cơ này sẽ có đường hai đường AUX nha, đường hai AUX 1, AUX 2. Mình đang chọn là cái đường AUX 1. Đó, sẵn ở đây mình test cái quan cơ cho anh trai luôn ha.
thì cái phần Mitgo này anh em, đó 6 ly nè, mình cho vô cây vang nè anh em, ha, cho vô cây vang. Thì cây vang này nó sẽ ra được hai đường ha. Hai đường ba lăng nè. Đây các bạn. Đây là đường ba lăng là LG nè, LG nè và một đường là xúc ha. Ngoài ra thì nó có ra đường GSA nữa nha anh em, đường GSA là đường bông sen đó. Đây các bạn, bên đây nó nè, một đường, hai đường. Đây là đường xúc ha. 1 2 3 ba đường ra lo mà một đường ra súp, ở đây một súp nó là hai súp nha anh em ha. Thì con này là điện 220. Đó, thì micro thì anh em mình về cắm điện vô, anh em mình cắm adapter vô, cắm dây kết nối vô. Là anh em mình bật cái nút volume này, cái nút nguồn ở trên cái micro nè, bật lên là mình xài nha. Đó. Còn về cây vang thì mình cũng chia sẻ anh em mình một số cái tinh chỉnh. Thì quan cơ thì cũng không có gì để chỉnh nha anh em ha. Đây các bạn, quan cơ thì luôn luôn có là effect nè, mid nè, music. Thì cái music á là nhạc để mình hát. Còn cái mid á là cái âm lượng của micro của mình, tùy theo cái giọng người hát. Giọng người hát là dụ giọng mạnh, giọng yếu. Thì giọng mạnh thì mình chỉnh khoảng 10 giờ là mình hát được. Còn giọng yếu như mình là 12 giờ nha các bạn ha. Đó, giọng bé xinh xinh thì 11 giờ, 1 rưỡi 2 giờ đó. Tùy theo cái giọng nha anh em, thì mình tùy theo cái người hát mình chỉnh cái phần này nè. Như lúc á hát bị nặng không phải là cái phần effect nó nặng, mà do cái âm lượng anh em mình không mở lên. Đó, thường á nhạc với mic là nó đi ngang nhau. Còn mình hay hát là mình chỉnh là 12 giờ y như nhau hết nha các bạn. Về cái phần effect đó các bạn, effect là hiệu ứng reverb với echo á ha. Thì anh em mình thường á, anh em mình hát dễ hát nhất á là anh em mình để 12 giờ. Còn anh em mình hát mà bye bye bỗng bỗng giống như mấy cô mấy chú mà livestream hát live rồi đó, hay anh em mình dặn 1 2 giờ chiều ha. Còn anh em mình muốn hát là thật như ca sĩ á, kiểu như hát là tiếng trung thật như ca sĩ không có đuôi đó, thì anh em mình để 10 giờ hoặc là 10 giờ rưỡi, 11 giờ là được ha. Đấy. Thì cái này là hai ba cái chính nè. Còn về cái phần music đó các bạn, bass mid chép á là mình chỉnh bass mid chép cho cái phần nhạc nha anh em. Đó, trước khi anh em mình kết nối á, cái bộ dàn nhà mình thì mình chỉnh cái này là đầu tiên ha. Mình để 12 giờ hết thì mình dặn cái volume mình lên cho nhạc nó chạy. Rồi mình chỉnh làm sao mình nghe thấy hay vừa tai của mình thì mình chốt ngay chỗ đó cái phần nhạc ha. Còn về cái phần mic thì nó cũng bass mic chép của cái phần mic. Ví dụ cái giọng người nào mà nó cao quá ha, giọng kiểu như cá heo đó ha, giọng cá heo cao quá thì anh em mình dặn bass lên nha các bạn ha. Giọng anh nào chậm quá thì mình dặn mic lên nha các bạn. Giống đây nè, mình dặn mic là 3 giờ. Hiện tại là cây quang này mình cũng chỉnh ok rồi nha anh em ha. Phần exciter đó các bạn thì anh em mình cứ để nguyên ha, 12 giờ nha. Đó. Còn cái phần mà delay với repeat đó các bạn ha. Repeat là cái độ mà nó lặp lại, mình alo là nó lặp lại 1, 2, 3 tiếng các bạn. Thường người ta sẽ chỉnh là alo là nó lặp lại 3 tiếng là hát được nha các bạn. Là như ai hát cũng được, kiểu như phòng karaoke người ta hay chỉnh như vậy. Còn mình nếu mà mình hát mà mình muốn nó trung thực á, kiểu như làm khó mình đó, thì mình để 12 giờ hoặc là 10 giờ là được. Thường là mấy anh mà hát mà cái giọng hay rồi người ta để 10 giờ là các bạn ha. Đó. Delay thì anh em mình cứ để 12 giờ. Còn phần reverb, anh em mình thích cái tiếng vang á, tiếng vang reverb á, nó dài hay ngắn á, thì anh em mình cứ dặn ngay chỗ này. Ở đây nó có cái số nè, anh em thấy số nè, thấy không? Đó. Đó, thường mình để 12 giờ. Đó, 12 giờ là ok ha. Đó, còn cái phần repeat á thì mình để 10 giờ. Đây các bạn. Còn anh em nào mà yếu quá hát mà không có hơi, không có giọng á thì mình cho cái thằng repeat lên khoảng 12 à, 12. À, delay, còn muốn delay mà cái giọng mà hát nói nhau á, delay mình cho khoảng 12 ha. Hát kiểu này nó rất là ồn nha anh em, rất là ồn đó. Hát kiểu như anh em mà hay mà nghe mấy chú mà mấy cô mà ra mà livestream TikTok rồi đó ha, hát live rồi đó, người ta dặn mấy cái này lên ghê lắm ha. Hát là mướt mừng mượt luôn đó, hát nhẹ như bài vậy đó, nhép là lên mướt mừng mượt luôn. Còn ở đây á, là cái mic vô đầu vào 1, 2, ở phía sau là 3, mình đang cắm cái số 3 đó anh em. Còn đây là cái âm lượng cho từng mic ha. Đây các bạn, âm lượng cho từng mic, đây các bạn. Đó, mình dặn maximum lên đi, dặn max hết nha. À, xong cái mình kết nối cái bộ dàn của mình nha.
cái nắp bầu dạng của mình đó, trước khi mà mình thử các bạn. Tùy theo cái lo, tùy theo cái không gian phòng của mình, cái độ hú rít nó khác nhau nha. Còn cái phòng của mình hiện tại là không có hú rít gì hết. Một tí là mình sẽ test nha anh em ha. Cái clip này nó hơi dài tại vì mình làm luôn micro, làm luôn kia vang, giới thiệu luôn cái con ly luôn, rồi giới thiệu luôn cái cặp lo luôn đó, tùm lum hết rồi đó. Trước khi mình cắm vô, mình mở nhạc lên cho nhạc nó chạy, rồi mình cầm cái micro mình alo 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 alo, khi nào mà nó vừa cái phần mic với phần nhạc á là mình chốt ngay chỗ đó nha các bạn. Đó, cái mic mà nó lớn nó nhỏ nó còn phụ thuộc vào cái mic, cái hãng, cái model đó anh em ha. Nó phụ thuộc đủ thứ hết á, cái gì cũng phải từ từ. Mở nhạc lên nghe ok rồi, cái mic mình vừa cầm cái mic mình vừa dặn này lên alo 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 alo, khi nào nó vừa là mình chốt ha. Rồi đó, ở đây á là mình đang kết nối nè, mình đang kết nối là cái cặp lo Marantz HD660. Cặp lo này cấu hình là ba quay nha, ba quay bass 20, 25 lộn, bass 25 màng lõm, bass rất là tốt, mic 10 chép đơm chà bá. Con này hát karaoke nghe nhạc cũng hay, mà hát karaoke cũng phê nha anh em ha. Đó, chỉ có mình nó thôi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ mở nhạc mình test anh em mình nghe thử nha. Con này là thùng gỗ lạng nha anh em, thùng gỗ lạng còn rất là đẹp ha, còn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc nha. Anh em đợi xíu là mình cố định cái mình để sẵn cái chân máy quay ở đây nè anh em. Xíu nữa mình kẹp cái máy ra đây mình quay ha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Nên số bị 1, 2, 3, 4. Nên số 6. Cái tiếng của cái mic sure này tiếng này rất là thật các bạn. Nó ra đúng cái giọng của mình luôn nha anh em. Nó không có bị đệm tiếng nè, không có bị đệm tiếng. Alo, 1, 2, 2. Tình ngỡ như đã chết khi mùa đông gọi gió mưa về. Ngày tháng như đã hết khi anh đành lòng gã đi. Đừng trách anh tội lắm, con sông ngược dòng riêng anh lối. Yêu em thật lòng nhưng không thể cùng em chung bước. Đừng nói thêm gì nữa, yêu anh là em chấp nhận. Ngày tháng sao vội quá, cơn đau một lần xa nhau. Người hỡi xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hay lối, bên nhau chẳng được nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi thêm dòng sông. Còn đây nỗi nhớ không tên, còn đây con sóng lên đêm bình chưa vắng mãi ngu lên một ấm quên. Vâng các bạn, thì mình vừa test micro sure
sản phẩm test luôn con ly Yamaha AX1003 mình ghép với cặp loa Marantz HD660 cấu hình là bao quay bán 25 mic 10 chép tôm. Kêu anh cơ này mình test cho anh trai khách quen ở Tân Phú. Quan cơ thì nó trực quan hơn, dễ xài hơn quan số, gần như là ai cũng xài được, đầy đủ cổng kết nối hết nè, có cổng đồng, có cổng quan, gạt xe nói chung Bluetooth, hoàn toàn bị Bluetooth. Rồi em xin cảm ơn anh em mình, em xin thức video ở đây, cảm ơn anh em.